Sáng ngày 11 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thịnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 trước kỳ họp thứ 3. Dự tại hội nghị có đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành đoàn thể cùng 50 cử tri đại diện cho cử tri xã Phúc Thịnh về dự đông đủ. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri tại đơn vị xã Phúc Thịnh gồm các ông bà, ông Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Quách Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thọ, bà Bùi Thị Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh. Tại hội nghị, các cử tri được nghe báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Lặc khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng đầu năm của huyện Ngọc Lặc, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021, báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa 20. Trong bầu không khí dân chủ cởi mở, các cử tri của xã Phúc Thịnh đã đề xuất các kiến nghị như tiến độ của các dự án thuộc tập đoàn Xuân Thiện ở khu đất ở làng Bào, công tác quản lý hồ đập, công tác hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng, tình trạng thiếu giáo viên đặc thù, cụ thể là giáo viên tiếng Anh trên địa bàn xã, tiêu chí tuyển sinh vào trường dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc. Về lĩnh vực đất đai, các cử tri quan tâm đến công tác quản lý đất khi hộ dân tự ý săn lấp làm ảnh hưởng cầu và đường giao thông. Cũng về vấn đề giao thông, các cử tri kiến nghị huyện có cơ chế kích cầu để hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội đồng và có một số đường giao thông trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm về công tác quy hoạch nghĩa địa, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, công tác quản lý mặt nước, khai thác thủy lợi, điện chiếu sáng. Thay mặt cho tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, ông Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc cảm ơn các cử tri xã Phúc Thịnh đã tâm huyết dành thời gian tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và kiến nghị đề xuất các ý kiến. Đồng chí đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện và nghiêm túc tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm, đề xuất kiến nghị với cấp trên xem xét giải quyết.